Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình có một con nái bị bỏ ăn nha các bạn. Hôm nay thì mình quay cái clip này cho các bạn mới vào nghề để các bạn tham khảo nha. Trường hợp mà heo nái mang thai bỏ ăn thì chúng ta xử lý như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ quay con nái đó cho các bạn xem nè. Ở đây là hình ảnh cái lúc mà con nái nó còn nè các bạn. Ở đây là hình ảnh đó là con nái nó nằm ở kẽ giữa của hai con này nè nha. Đó, nó nằm kẽ giữa hai con này rồi nó bị hai con này ăn hiếp. Rồi mình dời lên cái sàn đẻ nha. Đây là hình ảnh con nái mà sau khi mình đã cho lên cái sàn đẻ nè các bạn. Hai con nái nó hung dữ lắm. Nó ăn hiếp con này dữ lắm luôn. Các bạn nhìn xem hai bên mặt của con này nè. Đó, nó cắn lấy mặt của con này luôn. Rồi con này nó bỏ ăn là hôm nay nữa là 2 ngày rồi. Nó vẫn có ăn nhưng mà nó ăn một ngày chỉ 100-200 gram thôi các bạn. Đây bây giờ nó nằm, nó mang thai được khoảng gần 2 tháng rưỡi rồi các bạn. Bụng nó thì cũng to đó. Hai ngày nay nó ăn rất là ít luôn. Nhưng mà bụng nó to nha. Con này là đẻ, mình có thể là đẻ, có thể là đẻ nhiều. Bây giờ mình nói ra vài nguyên nhân để cho các bạn mới tham khảo, để các bạn mới sau này rút kinh nghiệm để xử lý cái trường hợp mà heo bị bỏ ăn nha. Ví dụ như trường hợp hai con này đi các bạn, hai con này nó rất là to luôn. Nếu mà nó nằm xuống á, là nó chật cái ô nó luôn. Tại vì nó đang mang bầu nữa, rồi thêm cái con này. Nhiều khi nó nằm xuống á các bạn, giò của cái con này nè, lỡ mà nó búng qua cái trúng bụng của con bên đây, là cái bụng con bên đây nó bị đau, nhiều khi nó ảnh hưởng tới con. Rồi nó hành con mẹ, nó sốt, nó bỏ ăn không chừng. Hoặc là do nó đứng ăn như vậy nè các bạn, nó ăn quá no, hoặc là nó đi trơn trượt, nó té ăn cái, nó cũng ảnh hưởng con nó. Nó cũng dễ hành sốt, hoặc là con nó bị hao một hai con gì trong bụng đó, thì nó cũng hành sốt 2-3 ngày nha các bạn. Nên những cái trường hợp đó thì các bạn cứ yên tâm đi, các bạn xem cái tình hình mà các bạn xử lý nha. Trường hợp mà heo gần sanh luôn á thì nó mới nguy hiểm, là có thể là nó bị ảnh hưởng nhiều, là có thể nó sanh sớm, nó sảy thai các bạn, là nó đẻ ra sớm luôn á, khoảng 10-20 ngày, nhiều khi cả tháng nữa, có nhiều khi cả tháng nữa đẻ, và nhiều khi đã ảnh hưởng nặng quá là nó sảy thai luôn nha. Ở đây mình có một con giống nó chuẩn bị lên giống nè các bạn. Đây là con giống là chuẩn bị lên giống, mình chuẩn bị phối nè. Rồi bây giờ quay trở lại cái cách mà điều trị cái con này để cho nó ăn lại nha các bạn. Khi mà nó bị thương, nó bị cắn như vậy đó các bạn, là cái mặt của nó bị sưng. Rồi có thể là nó sốt nhẹ, nó hành nhẹ thôi, nó không biểu hiện ra ngoài, nhưng mà trong người nó vẫn ớn lạnh, sốt nhẹ. Rồi các bạn nên chích hạ sốt cho nó là từ 2-4 mũi nha. Từ 2-4 ngày liên tục luôn. Rồi amoc là các bạn tiêm cho nó là từ 2-3 mũi, là tiêm một ngày nghỉ một ngày. Amoc để điều trị viêm nè các bạn, để cho nó đừng có hành sưng sốt này nè các bạn. Nó cắn tay cắn mặt của con heo này nè, rồi con heo này nó bị hành ớn lạnh, nó không sốt biểu hiện ra ngoài, nhưng mà chúng ta dạch cái chồng trắng của con mắt đó nè. Chúng ta dạch cái chồng trắng á, 1-2 ngày đầu á là nó có biểu hiện cái gân máu của nó có đường chỉ màu đỏ các bạn, là nó biểu hiện của sốt đó. Khi mà con heo mà nó biểu hiện sốt ra ngoài, các bạn thấy luôn á là con heo đó sốt rất là nặng rồi. Nên gặp trường hợp mà như vậy đó thì chúng ta cũng đừng có sợ quá, chúng ta cứ điều trị vài ngày đi. Nếu mà chúng ta lo quá như vậy nè, chúng ta sẽ pha cám nước, chúng ta hốt một nắm cám bỏ vô cái chai nửa lít, rồi đâm ống cao su ra, chúng ta bỏ vô một ít vitamin C hoặc là amoc hoặc là điện giải, rồi chúng ta đút nước cám cho nó uống. Chúng ta cho nó uống nước cám xong rồi chúng ta cứ để cám giống như mình đi đó các bạn. Các bạn cứ để cám vô trong máng như vậy đi, khi nào nó ăn thì ăn, nó không ăn thì chiều mình thay cám khác nha. Tại vì giống như người ta vậy đó, người ta mà nếu mà bị sốt rồi á thì từ 5-7 ngày nó mới qua cơn sốt. Con heo nó cũng vậy luôn, nó phải có thời gian, con heo nó cũng vậy, là nó phải vết thương, nó phải đau, nó phải hành lên rồi xong nó mới dịu xuống, nó trở lại bình thường. Như con heo này là 2 ngày là mình chích 2 mũi hạ sốt liên tục và 1 mũi amoc. Mình mới lùa nó lên ngày hôm qua thôi, là mình tiêm nó mũi hạ sốt, hôm nay mình tiêm mũi hạ sốt, hôm qua là chích amoc rồi. Thì hôm nay mình nghỉ, ngày mai mình mới tiêm nó 1 mũi amoc nữa. Heo nái các bạn ưu tiên dùng amoc loại tốt đó các bạn, nó sẽ hiệu quả hơn nha. Rồi một tí nữa thì mình, những con heo này nè, nó ăn xong nó nằm xuống, mình sẽ quay cho các bạn xem. Nó nằm cái bụng nó rất là to luôn, nó chỉ búng cái giò nhẹ qua là qua phân, nó chỉ búng cái giò nhẹ thôi là qua bên con khác rồi, có thể là nó trúng cái giò, nó búng trúng bụng con khác rồi nó bị thương không chừng nữa.
Đó, cái con giống này hôm nay là nó biểu hiện lên giống rồi các bạn, thấy chưa? Mình chiều sáng mai là mình đặt tin giống đó. Cái con giống này hồi nước trước á, là nó lên giống là mình đã bỏ một nước rồi. Bây giờ nó lên lại thì sáng mai là mình đặt tin giống để mình phối con này nha. Đây, những con heo này là heo của CP nè. Năm lứa hết rồi, đẻ rất là sai luôn. Nó mới mang bầu gần 3 tháng nè các bạn. Nó mới mang bầu gần 3 tháng nè các bạn, xem cái bụng nó nè. Quá trời cái bụng luôn. Còn bên đây á, thì mới có 2 tháng mấy thôi, chưa được 2 tháng rưỡi nữa, cũng có bụng quá trời luôn nè. Con này hồi lúc trước mình phối tinh giống á, là nó bị sảy. Rồi mình bỏ mình không phối luôn, mình điều trị nước rồi mình phối tinh thịt luôn nè. Đây, còn cái bầy bên đây nè các bạn. Bữa hổm mình bán 107 kg, mà lái cạo nó chê là nó heo nhỏ, nó kêu nuôi khoảng nửa tháng đi cho heo bự lên bắt. Hôm nay nó lên giống luôn, con này lên rất là to luôn nè. Con này có thể là sáng mai là phối được rồi đó các bạn. Đó. Nó lên hôm nay nữa là được 2 ngày rồi đó. Ngày đầu tiên là nhú là mình không tính đó. Hôm qua là lên một ngày, hôm nay một ngày nè. Ngày mai thử là phối được luôn rồi đó. Và nó là heo thịt nha các bạn. Heo này to hết rồi các bạn. Bây giờ hiện tại đó, chắc khoảng 115 kg hết rồi. Hồi trước là 107, hôm nay là khoảng 115 kg hết rồi. Lái báo là khoảng 3 ngày nữa bắt nha. Lái xử lý cái chuồng bên kia khoảng 30 con xong rồi bắt đầu mới qua bắt của mình lại. Mình mới đưa con heo mới tách bầy xuống nè các bạn. Đây con heo nè. Mình mới tách bầy cho nó, mình đưa xuống giữa hai con này luôn. Sẵn hai con này giữ các bạn. Nó quần con này là vài ngày là nó lên giống, nhanh lên giống lắm. Những con heo mà nó cắn lộn với nhau á, nhà mà những con mới tách bầy á mà nó cắn lộn với nhau á là mau lên giống lắm. Giống như là con heo tơ mà không lên giống mà các bạn dùng mà cái ống dây, mà cái ống dây nhựa, ống dây thông giống ống dây xịt chuồng á, các bạn tưới đánh cho nó để cho nó chết khoảng chừng 1 tuần đến 10 ngày á để nó lên giống á. Thì cách này thì nó cũng tương tự vậy luôn các bạn, mà cái này là heo nó tự đánh nhau rồi tự lên giống luôn. Các bạn cứ thử đi. Heo mà các bạn mà những con mà không có chịu lên giống mà nó các bạn đưa vô kẻ mà hai con nó hung dữ như vậy á, cái con này nó rất là dễ lên giống luôn. Con này chắc mình đoán khoảng chừng 5-6 ngày nữa là lên giống liền đó. Nó ăn hiếp vậy đó các bạn. Cái con kia nó cũng cắn như vậy luôn, nó bỏ ăn. Bây giờ tới con này xuống, mình đưa xuống đây nó cũng cắn luôn. Con này cũng nái CP luôn nè. Con này đẻ mới lứa rồi là 18 con nè. Chiều hôm nay mà nó vẫn chưa ăn nữa các bạn. Nó ăn sáng giờ nè. Đây nè, sáng giờ nó mới có quẹt mỏ vô, nó ăn từng 100-200 g thôi. Bây giờ mình sẽ thay cám mới, mình để đây, rồi sáng mai mình thay nữa nha. Đây, bầy đó mình tách rồi nè. Đây, con nái này là ngày thứ 3 nè các bạn. Hôm nay là sáng ngày thứ 3 nha. Hôm qua mình để nửa ký cám heo con đó các bạn, là nó ăn hết nha. Hôm nay mình để 1 ký cám heo thịt nè. Cám 15-25 á. Là sáng nay nó chưa ăn nha, nó chỉ mới vô nó ăn chừng 200 g thôi các bạn. Nó ngồi nó ăn, chứ nó không có đứng ăn nữa. À, bên mặt nó vẫn còn sưng nè. Đó. Đẹo dít nè, đây mặt còn sưng nè, thấy không? Bên đây nó vẫn còn sưng luôn. Hồi chiều hôm qua là nó sốt luôn đó các bạn, rồi mình tiêm hạ sốt cho nó đó. Khi mà các bạn gặp trường hợp như vậy á, thì các bạn nên sử dụng hạ sốt liên tục từ 2 đến 3 ngày nha. Tại vì nó dễ bị hành sốt lắm. Rồi amoc các bạn chích là từ 2 đến 3 mũi luôn. Các bạn nhớ kiểm tra nó dễ bị sốt nha. Một tí nữa thì mấy con heo này nó nằm xuống thì mình quay cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Con heo có bầu gần 3 tháng và cái bụng đó nè. Con này hơn 2 tháng rưỡi một tí thôi. À, các bạn nhìn thấy không, con heo có bầu hơn 2 tháng rưỡi tí mà nó nằm chật rồi đó. Rồi thêm con bên đây cái bụng to hơn nữa. Rồi cái con mà nằm trên sàn lúc nãy đó là nó nằm dưới đây thêm một cái bụng nữa. Ba con nó nằm ép là có thể là nó bị trúng giò này kia rồi nữa các bạn. Con heo đối với trường hợp con heo của mình á là nó cắn lộn nha, rồi nó bị sưng, nó bị hành. Rồi những con khác á, nó ví dụ nó không cắn lộn thì có thể là nó nằm rồi giò nó búng qua búng lại, nó trúng bụng con này con kia á. Nó cũng ảnh hưởng đến thai, rồi nó dễ bị sốt và nó dễ bỏ ăn nha. Trường hợp vậy á, thì các bạn tiêm giống như mình, hạ sốt và amoc. Các bạn sẽ sử dụng hai loại đó thôi. Sáng nay á, thì mình đã đặt tinh giống để phối con hậu bị này nha các bạn. Tinh giống đây là mình đặt một bịch là 1 triệu, còn hai bịch là 2 triệu nha các bạn ơi.
khối tinh giống nha, để đổ ra heo hai máu để làm hậu bị lại. Đây nè các bạn, bắt đầu nó đứng vậy rồi nè, bị cắn sưng mặt sưng mũi hết mà. Các bạn gặp trường hợp như vậy á thì các bạn cứ tách riêng giống như mình đi, để cho nó he nó khỏe chứ mà nó hồi phục sức khỏe lại với mà nó dưỡng thai nha các bạn. Các bạn có thể chích thêm một mũi dưỡng thai nữa để cho nó ổn định lại nha. Nè các bạn thấy nó đi phân không? Hổm gài nó không ăn các bạn, nó đi phân nó bón luôn nè, tại vì nó đâu có dinh dưỡng thức ăn đồ vô nhiều cơ thể nó đâu. Rồi hôm qua với hôm nay là nó ăn được rồi, bắt đầu nó đi phân. Là phân nó bón luôn nè, phải nó ăn uống bình thường thì nó đi phân cục bình thường rồi các bạn. Nó bón cục nhỏ 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 luôn á. Nãy giờ cũng chờ được cái ba con heo nó nằm xuống nè các bạn, mà nó chưa có nằm ngửa ra nữa nha. Này là nó chỉ nằm úp thôi. Đó các bạn nhìn thấy không? Nó nằm úp bằng bụng đó kìa. Đó, quá cho cái bụng luôn. Con này là con mới tách bầy nè, nó nằm xuống nè. Đó. Nằm cái bụng nó thôi là chật luôn rồi nè. Đó, cái con này nằm qua nè, đụng cái bụng nó luôn nè. Đây là một cái tư liệu nhỏ để cho các bạn mới vào nghề, để sau này các bạn có gặp tình huống này để các bạn biết đường xử lý nha. Các bạn đừng có hốt hoảng mà khi con heo nó mang bầu mà nó bị bỏ ăn, rồi nó ít vận động, nó chỉ nằm thôi. Và các bạn mới vào nghề á thì các bạn đừng có gói quá, các bạn từ từ xử lý nha. Chứ đừng có hấp tấp quá mà heo không ăn rồi sợ rồi bán con heo này uổng nha các bạn. Cái này là tư liệu để cho các bạn mới vào nghề á, để các bạn tham khảo nha. Còn mà những bạn nuôi lâu năm á thì các bạn đã gành hết rồi. Chủ yếu là mình làm cái này để cho hướng dẫn, mà những bạn nào mà chưa biết á thì các bạn tham khảo để sau này các bạn áp dụng. Thì mình chúc các bạn luôn nuôi heo được thành công nha, theo ý muốn của mình nha. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.